Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Phạm Thanh Thảo dạy con chúc Tết. Phạm Thanh Thảo và hai con diện áo dài đặt may từ Việt Nam gửi sang Mỹ. Năm nay dù dịch bệnh vợ chồng cô vẫn sắm sữa, ăn Tết hoành tráng để đuổi cô Vi, cầu mong một năm khỏe mạnh, bình an. Nữ ca sĩ hiện có cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên ông xã Doanh Nhân và hai cậu con trai đang ở tuổi mẫu giáo. Cô định cư ở Mỹ từ năm 2012 ca sĩ lưu ra bảo đến chơi chúc tết gia đình phạm thanh thảo trước thềm năm mới phạm khánh hưng ngoài cùng bên phải cùng một số bạn bè thân thiết đang sống ở mỹ cũng đến dự tất niên tại nhà công chúa thỏ con lớn của phạm thanh thảo tên trường an phải con nhỏ tên gia khang hai bé rất hào hứng đón tết cổ truyền mỗi năm phạm thanh thảo đều may áo dài mới cho các con và khuyến khích các bé tìm hiểu về phong tục truyền thống văn hóa của quê hương hai con của nữ ca sĩ sống ở xứ cờ hoa nên nói được cả tiếng anh và tiếng việt các bé là niềm vui động lực của vợ chồng phạm thanh thảo chồng cô tự gói bánh chưng ăn tết vợ chồng phạm thanh thảo làm cả bánh tết theo phong tục của người miền nam để biếu bà con bạn bè hương giang